Việt Nam 4-0 Campuchia, thất vọng Phan Văn Đức, nhất Quang Hải. Tuyển Việt Nam chỉ xếp nhì bảng dù đánh bại Campuchia với tỷ số 4-0 khiến nhiều người thất vọng. Và trong nỗi buồn ấy, một lần nữa phải gọi tên Phan Văn Đức. Tấn Trường, 7 điểm, trở lại đội hình xuất phát sau 3 trận đấu ngồi dự bị, thủ thành người đồng tháp cho thấy mình vẫn xứng đáng đóng vai số một khi chơi ổn định. Cũng cần nói thêm sức ép mà Campuchia là chưa đủ để Tấn Trường có cơ hội thể hiện nhiều hơn. Tấn Tài 7,5 điểm, chơi trọn vẹn 90 phút. Hậu vệ người Bình Định tham gia hỗ trợ tấn công khá hiệu quả và có cho mình một kiến tạo cũng như nhiều đường truyền ổn. Duy Mạnh 7 điểm, Campuchia không tạo ra nhiều sức ép, nhưng việc chân sút số 1 Chan và Tanaka đá trực diện với trung vệ tuyển Việt Nam khiến nhiều fan Duy Mạnh vất vả. Rất may sự hỗ trợ của đồng đội là kịp thời để khung thành đội nhà vẫn bình yên. Quế Ngọc Hải 7,5 điểm, vẫn là điểm tựa của hàng phòng ngự, đồng thời lên tham gia tấn công hiệu quả. Hải Quế xứng đáng được ghi nhận. Bùi Tiến Dũng, 8 điểm, trở lại đội hình xuất phát một lần nữa trung vệ của việc theo chơi rất ổn định. Ngoài ra còn có cho mình bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 với cú đánh đầu hiểm hóc. Hồng Duy 6,5 điểm, trong 45 phút thi đấu trước khi huấn luyện viên Park Hang Seo rút ra nghỉ. Hồng Duy hoạt động không thật sự hiệu quả như những trận trước ở mặt trận tấn công. Một phần đối tác Văn Đức chơi kém và một lý do khác vì xuống sức. Phan Văn Đức, 6 điểm, dù chơi nỗ lực, nhưng một lần nữa tiền vệ người xứ nghệ lại gây thất vọng khi liên tục thua trong các pha tranh chấp, cũng như hiếm khi tạo ra được sự đột biến ở những pha đi bóng của mình. Chơi không tốt, nhưng được đá tới phút 66 cũng là sự ưu ái từ huấn luyện viên Bắc Hang seo dành cho cầu thủ con cưng của mình. Hoàng Đức 8 điểm, cầu thủ của Việt Theo vẫn chơi rất tốt ở tuyến giữa tuyển Việt Nam, dù không ghi bàn nhưng trong các pha lập công đều có dấu ấn từ Hoàng Đức. Quang Hải 8,5 điểm. Đây là trận đấu mà Hải Con chơi xuất sắc nhất trên sân khi vừa kiến tạo, vừa ghi bàn và giữ nhịp trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Hơi tiếc khi cầu thủ của Hà Nội FC chỉ có một bàn thắng trong rất nhiều pha dứt điểm hiểm hóc về phía Campuchia. Công Phượng, 6,5 điểm. Chơi rườm ra và có phần hơi tự tin thái quá khiến CP bị lạc lõng trên sân trong những phút được huấn luyện viên Park Hang seo trao cơ hội trước khi bị thay ra đầu hiệp 2. Tiến Linh, 7,5 điểm ghi hai bàn thắng nhưng đây không phải trận đấu mà chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam chơi xuất sắc. Điểm cộng là sự tự tin hơn ở các pha dứt điểm của Tiến Linh sau 3 trận tịch ngòi. Xuân Trường, 7 điểm, không quá nổi bật, nhưng tiền vệ người tuyên quang đã làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng của mình trong một hiệp đấu gấp mặt trên sân. Lẽ ra XT6 có thể phát huy tốt hơn vai trò làm bóng nếu tuyển Việt Nam duy trì trạng thái tấn công đều đặn, nhưng hơi tiếc đội nhà lại giảm nhịp khi dẫn 4 không khá dễ dàng. Văn Thanh, 6,5 điểm. Vào thay Hồng Duy và đá trái với vị trí sở trường khiến Văn Thanh chơi hơi mờ nhạt so với sự kỳ vọng kể từ thời điểm được tung vào sân đầu hiệp 2. Văn Toàn 6,5 điểm, được vào sân sớm hơn so với các trận đấu trước, nhưng dấu ấn của cầu thủ người Hải Dương không lớn ngoại trừ vài tình huống đi bóng tốc độ. Tuấn Anh 6,5 điểm, vào sân thay Hoàng Đức khá muộn chưa đủ cho cầu thủ người Thái Bình làm nóng. Thêm vào đó việc tuyển Việt Nam giảm nhịp độ lẫn sự nhiệt tình khi dẫn trước 4 không khiến Tuấn Anh ít thể hiện được vai trò trên sân đức chinh vào sân ít thời gian không chấm